Sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chủ trì họp giao ban Đảng bộ các xã phường đánh giá tình hình công tác tháng 12 năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 1 năm 2017. Trong tháng 12 năm 2016, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Đảng ủy các xã phường trên địa bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tổng kết đánh giá kết quả các mặt công tác năm 2016, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cá nhân, bình xét chi bộ trong sạch vững mạnh, kiểm điểm đảng viên, nhận xét đảng viên, tổ chức sinh hoạt cho đảng viên theo quy định 76 kỳ cuối năm. Về công tác chính quyền, Hội đồng Nhân dân các xã phường tiếp tục giám sát thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016, việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung tổ chức kỳ họp cuối năm 2016, quyết nghị những vấn đề quan trọng về các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tháng 12 năm 2016. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tổ chức kiểm điểm đánh giá, xếp loại thi đua tập thể lãnh đạo quản lý, công chức viên chức. Về kết quả phát triển kinh tế xã hội, tháng 12, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp địa phương tăng so với cùng kỳ. Tình hình kinh doanh dịch vụ và thương mại tiếp tục ổn định và phát triển. Đến hết tháng 12, 10 trên 11 xã phường hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương. Hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm tổ chức, chú trọng vào các ngày lễ lớn. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2017, Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy các xã phường tiếp tục tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thành phố về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoàn thành việc tổng kết các mặt công tác năm 2016. 11 xã phường tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng Nhân dân cuối năm 2016, quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ chính về kinh tế xã hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề công tác năm 2017, tập trung thực hiện bộ quy tắc ứng xử tự hào là công dân thành phố Uông Bí, đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán, đẩy mạnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, đồng thời phối hợp triển khai đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.